Hiện nay bảo tàng đang rất cần các tham quan để tìm cách nâng cao cảnh giác, lưu ý
那种呢？cái khẩu mà tôi muốn dạy ở UC ra đeo Thank you.
ไหวนะมันตันทำไมจะรู้ไหมครับพี่พี่ตัดชั้นนะไม่เจI'm sorry.
看你发挥。Tổng quân ủy do Đại tướng Võ Nguyên Giáp trình bày về kế hoạch tấn công Điện Biên Phủ. Hội nghị nhận định Điện Biên Phủ sẽ là một tập đoàn cứ điểm mạnh, nhưng chúng có cái yếu cơ bản là bị cô lập. Mọi việc tiếp viện, thiết kế đều phải dựa vào đường không. Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ với mật danh Trần Đình. Các lớp đảng viên đã chuẩn bị. Thank you.
Yeah.